Đức Hồ Pháp Thuyết tại Đền Thánh, đêm 29 tháng 7 năm Kỷ Sửu. Đêm hôm nay Bần Đạo khởi giảng tiếp bí pháp chân truyền của Đức Chí Tôn. Trước khi chúng ta muốn hiểu các quyền di của bí pháp ấy, thì chúng ta phải tìm ra coi con người của ta đây có chịu ảnh hưởng của thể pháp ấy thế nào, và ta là gì trước đã. Ta là gì? Và có trọng hệ trong cơ quan bí mật tạo đoan càn khôn vũ trụ và tạo hình của chúng ta có tại mặt thế này nguyên do đâu sản xuất? Chúng ta đã ngó thấy Đức Chí Tôn đến, Ngài để trước mặt chúng ta một cái quyền bí tạo càn khôn vũ trụ. Bần đạo thuyết về tam bổ tất nhiên là: thứ nhất, thi hài; thứ hai là chân thần; thứ ba là chân linh. Đức Chí Tôn gọi chung là sát thân, chân thần và chân linh. Bần đạo xin nói quả quyết rằng không có một hoặc loại nào trong càn khôn vũ trụ này mà không do quyền năng vô tận của Đức Chí Tôn sản xuất. Cái nguyên do thế nào chúng ta đã ngó thấy? Vạn vật trong càn khôn vũ trụ này phải hoạt động mãi không ngừng. Nếu nhờ hoạt động chuyển luân mà tấn quá mãi mãi, vạn vật trong càn khôn vũ trụ, dù trái đất, trái địa cầu này thấy trước mắt hay địa cầu chúng ta đưa ngụ nơi đây, phải vận hành luôn, ngưng là chết. Mà cả vật loại loài người cũng phải vậy. Nó có luôn động và nhờ cái khí nổ thái cực bụi nọ, thái cực nổ thành khói lửa. Khói lửa nổ trong càn khôn vũ trụ hiện ra muôn muôn triệu triệu ức quả địa cầu trong càn khôn vũ trụ. Quả cầu ấy nguội lại thành địa cầu chúng ta đây đương ở đây là quả địa cầu 68. Quả cầu ấy là vậy. Bần đạo nói thật, không có vật loại nào chúng ta là tự cũng vậy, cũng đồng trong khối chất ấy mà biến ra. Bần đạo đứng giữa tòa giảng này, nếu tất cả đều chịu ảnh hưởng của thái cực, đó định mà có. Ngày giờ chúng ta chết, chúng ta trở về nguyên khí vô cùng vô biên ấy, cũng do nơi quyền năng vận chuyển của thái cực. Cái nguyên linh của chúng ta cũng do quyền năng thái cực mà nó nắm cả nguyên linh tạo nghiệp ấy trong càn khôn vũ trụ. Cả cơ quan hữu hình nó tạo bí kíp vô biên là chuyển luân trong càn khôn vũ trụ, hoặc là chuyển luân hình thể, hoặc là chuyển luân nguyên khí, hoặc chuyển luân bí pháp thiên liêng của Ngài. Ấy vậy, bằng đạo khởi giảng trong ba món bủ bối chúng ta là gì? Thi hài chúng ta đồng mạng như sống theo dạng vật hữu hình là vật thú, sự thật vậy chứ không có gì khác hết. Nếu chúng ta kiếm theo cái phương pháp cách vật cố tri, trí tri, chúng ta đã ngó thấy quả quyết rằng con người chúng ta không có gì hơn con khỉ, con chó, con bò, con trâu. Thật sự nó vậy. Duy có một điều trọng hệ hơn hết là do nó quyền năng tạo đoan của Đức Phật Mẫu đã tạo chân thần chúng ta và hình thể chúng ta khi con người mới thai bào. Cái tinh trùng ở trong ngương khí cha nhập vô ngương khí của mẹ, khi vào lâm bồn của mẹ thì gặp con âm trùng mẹ. Con dương trùng của cha nhập vô ôm khít lấy âm trùng của mẹ. Dương trùng của cha tạo biến thành hình hài xương cốt chúng ta. Còn âm trùng của mẹ chúng ta biến ra máu thịt của chúng ta. Đó vậy, hai con vi trùng ấy ôm khít lại với nhau thành hiện tượng hình hài. Hai cái tinh trùng hiệp lại khác hẳn với cái tình thực, với cái hình tướng tinh trùng đơn sơ khi nhập vào. Hai con làm một. Cái buổi tượng hình của chúng ta
thì ngương thần của chúng ta còn ở ngoài thân, ngoài cốt hài của hình hài nhi. Chúng ta nó vơ vẩn hoặc là quanh theo bà mẹ chúng ta ở giữa bên, nhất là bà mẹ đi nơi nào nó đi điêu theo nơi đó. Chân thần đến theo người mẹ có chữa, nếu người mẹ có đạo đức thì chắc chắn đi đâu chưa có sự gì rủi ro đến nỗi thiệt hại. Bởi cớ cho nên đứa con theo mãi, theo cho đến khi tượng hình chúng ra khỏi lòng bà mẹ, chân thần ấy mới nhập vô ảnh hình hài, đó làm khuôn viên cho ảnh hài đó. Tượng hình khuôn khổ chân thần Đức Phật Mẫu đã tạo cho nó đi bậc tiểu hồi, nó đi trong thú chất, không có chân thần nào tạo nhất phẩm liên qua mình cho trọn vẹn. Họ có can đảm dám đầu kiếp từ vật loại đi lên, tạo đến Phật gì đặng tạo nhất phẩm liên qua. Phật Mẫu tạo ra họ, buộc họ phải quên cả kiếp trước, bỏ cái cũ nhập vô cái mới, đi từ tiểu hồi, vật hồi đến vật, đến nhân loại. Chân linh ấy biết làm người rồi đó, cũng như khuôn khổ chúng ta biết vậy. Ngộ nghĩnh thai, nếu chúng ta ngó thấy tinh thần chúng ta đầy đủ đạo đức chừng nào thì chân thần ảnh hình càng ngày càng đẹp, càng tăng tiến. Bởi thế tiên nho chúng ta có nói, rủi sanh chỗ bất phước. Tiên nho ta cho rằng ít tu không có dễ dàng, ít có người tu thiệt tâm tu. Nếu tinh thần đầy đủ là kiếp sanh, mình tạo đầy đủ đạo đức, mỗi kiếp tu của chúng ta mỹ miều, đẹp đẽ lắm. Hài thai chúng ta đã ngó thấy trong nhà Phật, chúng ta quả quyết rằng chân thần nào tội đọ xuống phong đô trong kim bồn, Phật Mẫu xuất hiện thế nào mà bị đọa xuống cửa địa ngục rồi hại thai. Quả khiếp ấy quỷ quái thì thành quỷ quái không thoát. Cả tinh thần ấy biến tướng do ngưng linh mà ra, vì ngưng linh không đủ quyền năng tạo dựng. Tạo dựng ngưng linh ấy phải động thế nào thì ngưng linh biến động ra thế ấy. Loài người ở tới chừng nào đoạt đạt đạo nơi mặt địa cầu này mới thôi. Kể từ ngày có nhân loại nơi mặt địa cầu này đến nay chừng 1.000 năm, 100 triệu năm, nếu đoạt được phẩm vị, đó là nhân phẩm chứ không phải là giả nhân. Chịu trong phẩm giả nhân ít nữa, 100 triệu năm, xác thịt họ mới có phương thế dung nạp ngương linh Đức Chí Tôn. Chân thần Phật Mẫu đến theo loài người từ buổi mới tạo ra hình cho loài người, còn ngương linh Đức Chí Tôn đến loài người chừng 50 triệu năm. Ngương linh có trong thân thể của loài người, Đức Chí Tôn đến sau chứ không đến trước như Đức Phật Mẫu. Khi mẹ chúng ta sanh ra ta nuôi gần 5-6 tuổi cũng chưa biết cha là gì, chưa biết theo cha, nghe hiểu nhìn cha là gì. 7-8-9-10 tuổi mới biết, buổi ban sơ loài người cũng thế đó. Phật Mẫu sinh ra chỉ biết nuôi nấng theo bậc tiểu hồi, chứ đại hồi chưa có. Ngày giờ của đại hồi là Đức Chí Tôn giáng linh trong thân thể loài người. Thánh giáo Gia Tô nói hình hài người là đất, ngày nắng, ngày thổi ra mới biến người. Không phải vậy đâu. Nếu nói thân thể con người là thể, là thú chất là đúng. Vì có Đức Chí Tôn đến ở cùng, nó mới là thánh thể. Đức Chí Tôn ở cùng nó thì là đạo hồi, chứ không phải là tiểu hồi. Bây giờ ta sống với cái ngương linh, mà cái ngương linh xác thịt ấy là Phật và thú. Chân thần chúng ta
làm trung gian cho thi hài, làm trung gian cơ cũng như làm thông ngôn cho chân linh và xác thịt chúng ta vậy. Bần đạo lấy cái thí dụ trắng như như cái máy bay cánh đuôi và mình là xác thịt, cái chông chống quay đi được đó là chân thần. Người cầm lái điều khiển cho vận hành là cái linh tính định cái sống đặc biệt, nó là ngương linh. Bần đạo nói lại nữa, cái máy bay mình đuôi nó chẳng khác chi như xác chúng ta, trong chóng quay chạy đó là chân thần. Người cầm máy làm cho máy bay vận hành theo ý người đã muốn là ngương linh đó vậy. Kỳ tới bần đạo kết vô bí pháp Đức Chí Tôn.